Cho các bạn ở đây mình sẽ diễn, sau đó mình hướng dẫn cho các bạn một màn ảo thuật về bài cũng rất là hay. Ở đây mình sẽ chạy bài như thế này, sau đó mình sẽ dừng ở một vị trí bất kỳ vài giây. Mình sẽ yêu cầu khán giả nhớ cái quân bài ở vị trí mình dừng, sau đó mình sẽ chạy bài như thế này. Rồi sau đó mình sẽ nói với khán giả, bây giờ mình sẽ đặt cái bộ bài xuống dưới bàn, mình không đụng tới bộ bài nữa, mình chỉ cần là búng tay một cái thì quân bài của khán giả tự động nhảy lên trên cùng bộ bài. Họ có không tin không thì lúc này khán giả họ sẽ không tin. Mình sẽ lật một quân bài đầu tiên ở trên cùng bộ bài, thì đây chính là quân bài khán giả chọn. Sau đó mình sẽ thu bộ bài về và đưa quân bài khán giả chọn, yêu cầu họ ký tên vào trong quân bài của họ chọn. Thì ở đây mình không có khán giả nên mình sẽ lấy cái dòng chữ ở trên đầu bộ bài này, trên đầu con bài này để làm chữ ký khán giả. Sau đó mình sẽ đặt cái quân bài của khán giả trở lại cái bộ bài như thế này, mình sẽ ấp nó vào trong bộ bài và yêu cầu khán giả đưa tay ra. Khi khán giả đưa tay ra, mình sẽ đặt nó lên tay khán giả và yêu cầu họ lấy tay khác, tay kia để lên như thế này. Sau đó mình sẽ nói với khán giả, mình yêu cầu họ là chọn một quân bài ở một vị trí ngẫu nhiên nữa để chắc chắn là bộ bài mình không có sắp đặt gì trước, nên mình sẽ cắt bộ bài ra làm nhiều phần như thế này. Rồi bây giờ mình nói với khán giả là mình sẽ chạy bài như thế này, họ có thể bảo dừng ở bất cứ vị trí nào họ muốn. Ví dụ khán giả bảo dừng ở đây, mình sẽ lấy cái phần bài ngay cho vị trí khán giả bảo dừng, mình sẽ đặt bài lên đây. Sau đó mình sẽ lấy ra một quân bài ngay vị trí khán giả bảo dừng, ở đây là con 10 bích. Mình sẽ úp con 10 bích lại, sau đó mình sẽ cắt bài vài lần để cho con 10 bích nó lạc vào đâu đó ở giữa bộ bài. Tiếp tục cắt bài như thế này đó, mình sẽ cắt lộn xộn lên như thế này, tiếp tục mình cắt một phần nữa bỏ lên. Rồi bây giờ mình sẽ nên hỏi khán giả là quân bài đầu tiên họ chọn là quân bài gì, thì họ nói là quân Joker. Bây giờ mình hỏi là quân Joker nằm ở đâu thì họ nói là nằm ở trên tay họ. Rồi mình tiếp tục hỏi là quân bài khán giả chọn quân bài thứ hai là quân gì, họ sẽ nói là quân 10 bích. Mình hỏi quân 10 bích ở đâu thì khán giả họ sẽ trả lời là quân 10 bích nó ở trong bộ bài. Bây giờ mình nói với khán giả là mình sẽ tráo đổi vị trí của hai quân bài này, mình sẽ lấy quân 10 bích ở trong bộ bài bỏ vào tay họ như thế này, sau đó mình sẽ lấy cái quân Joker của trong tay họ mình bỏ vào trong bộ bài như thế này. Bây giờ mình nói với khán giả là hai quân bài đó đã đổi vị trí, họ tin không? Thì tất nhiên khán giả họ sẽ không tin. Mình sẽ yêu cầu họ là mở cái quân bài trong tay họ ra, thì lúc này quân bài trong tay họ biến thành quân 10 bích. Vậy thì quân Joker nó nằm ở đâu? Thì bây giờ mình sẽ trải bộ bài ra như thế này. À, ở đây mình không có chỗ trống nên không trải ra hết được bộ bài. Mình sẽ xòe bài ra đây, ở vị trí của mình không có chỗ trống. Đây, ở giữa nguyên bộ bài thì có một quân bài lật úp lại như thế này. Đó. Thì quân bài này chính là quân Joker. Hai quân bài nó đã đổi vị trí cho nha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách diễn màn ảo thuật vừa rồi. Thì ở đây mình sẽ cần chuẩn bị là hai quân bài giống nhau và một quân gimmick thả. Thì đối với các bạn mà chơi ảo thuật thì chắc chắn các bạn biết gimmick thả là như thế nào rồi. Mình sẽ chuẩn bị hai quân 10 và một quân bài cần ép. Ở đây mình ép quân Joker. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một con gimmick thả. Gimmick thả mà bạn làm bằng con gì cũng được. Ở đây mình sẽ dán một cái con bài
mình sẽ dán hai con bài lại với nhau như thế này đó. Sau đó mình sẽ cắt cái con bài ở phía dưới ngắn hơn con bài phía trên một chút, một phân à, một chút thôi. Sau đó mình sẽ nhét cái con ghim mít thở này vào giữa bộ bài như thế này. Thì ở đây bạn vuốt như thế này đó, thì tới ngay cái con ghim mít mình tự động cái quân bài ngắn nó sẽ chạy xuống dưới, rồi cái quân bài nè nó sẽ nằm ở ở trên, quân joker nó sẽ nằm ở trên lúc nào cũng vậy đó. Thậm chí bạn không cần coi, bạn chỉ cần nghe một cái tập là cảm giác để biết à, tới quân bài đó. Rồi sau đây là sắp xếp cái thứ hai, mình sẽ đặt hai cái con bài giống nhau ở trên bộ bài, sau đó mình sẽ đặt lại con bài cần ép nằm trên cùng như thế này. Rồi bây giờ là cách diễn. Đầu tiên bạn nói với khán giả ở đây mình có một bộ bài như thế này, mình sẽ chạy bài như thế này, sau đó mình sẽ dừng lại vài giây. Bạn hãy nhớ một quân bài ở vị trí mình dừng lại, quân bài mình sẽ nhấn mạnh với khán giả là quân bài ngẫu nhiên và một vị trí ngẫu nhiên. Sau đó mình sẽ chạy bài như thế này đó, mình chạy bài như thế này, rồi mình dừng lại chừng 3 giây, sau đó mình chạy tiếp như thế này đó. Mình nói bây giờ mình hỏi khán giả là bạn đã nhìn thấy quân bài ở vị trí mà ngẫu nhiên mình dừng lại đúng không? Khán giả họ sẽ nói là à đúng. Sau đó mình sẽ đặt bộ bài xuống bàn, mình nói với khán giả là bây giờ mình không đụng tới bộ bài, mình chỉ cần búng tay một cái thì quân bài của bạn tự động nhảy lên trên đầu bộ bài, bạn có tin không? Thì khán giả họ sẽ không tin. Mình sẽ búng tay một cái, sau đó mình sẽ đặt quân bài trên cùng bộ bài. Mình hỏi khán giả là à, đây có phải là quân bài bạn chọn hay không? Tất nhiên khán giả mình không cần hỏi cũng được, mình chỉ cần lật quân bài lên và dòm cái nét mặt của khán giả, nhưng mà khán giả sẽ rất là ngạc nhiên. Sau đó mình sẽ nói với khán giả à, bạn hãy ký tên vào quân bài này, mình sẽ thu bộ bài lại. Trong lúc thì khán giả ký tên, mình sẽ để tụ bài cạnh chân mình hoặc ở đâu đó, mình sẽ dùng ngón tay cái kéo ra một quân bài như thế này, đồng thời mình lật nó lên, lật cái quân bài này lên đó, à, đẩy ra như thế này đó, lật cái quân bài cho quân bài nó trượt lên cái phần tay này của mình đó, nó trượt lên như thế này, đồng thời mình bấm ngón cái ở đây lật lên một quân, nó là quân 10. Sau đó mình sẽ cùng lúc mình sẽ kéo cái quân 10 này ra một phần như thế này để cho nó bật lên, dùng cái ngón út làm dấu lại như thế này đó, mình làm dấu lại ở đây. Sau đó mình sẽ cầm bộ bài như thế này đưa về hướng phía mình. Sau khi khán giả ký tên xong, mình sẽ giả vờ à, mình cầm lá bài lên, mình thổi thổi gì đó để cho nó khô. Sau đó cái bộ bài nó nằm ở hướng mình như thế này, mình nói là à, để mình làm cho khô mực, mình thổi thổi gì đó, mình đặt nó vào trong như thế này. Sau đó mình cho khán giả xem lại một lần nữa, mình nói đây là quân bài bạn chọn, mà mình sẽ đắp clip lên, mình úp một lượt hai lá lại như thế này. Mình yêu cầu khán giả đưa tay ra. Khi khán giả đưa tay ra, mình đưa quân bài này lên tay khán giả. Các bạn có thể nếu muốn an toàn, các bạn có thể xếp quân bài lại. Ở đây mình không xếp. Sau đó mình nói với khán giả là hãy đặt tay kia lên, thì khán giả sẽ đặt tay kia lên như thế này. Thì cái cách mình xếp á, thì mình phòng hờ khán giả mở ra xem cái quân bài kia mình sẽ bị lộ. Sau đó mình sẽ yêu cầu là khán giả là chọn một quân bài ngẫu nhiên thứ hai. Lúc này mình sẽ nói với khán giả để mà chắc chắn là mình không sắp đặt gì hết, mình sẽ cắt bộ bài ra làm nhiều phần như thế này. Sau đó mình dùng ngón út mình giữ dấu lại như thế này đó, mình giữ dấu lại như thế này, đồng thời mình cắt nhiều phần ra rồi đặt lên. Mình nói với khán giả bây giờ mình sẽ chạy bài như thế này, khán giả họ có thể bảo dừng bất cứ lúc nào họ muốn. Ví dụ khán giả bảo dừng, mặc dù khán giả dừng ở đâu, mình cũng lấy cái phần bài ở ngay chỗ mình làm dấu bỏ xuống như thế này, sau đó đặt phần còn lại lên. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện động tác double lift, mở lên hai lá bài cùng một lúc như thế này, sau đó mình xoay lá bài lại. Mình nói ở đây mình có một cái
quân bài bạn chọn ở một vị trí ngẫu nhiên, đó là quân 10 bích. Sau đó mình up quân 10 bích lại. Mình sẽ thực hiện một cái động tác gọi là double ethnic cup, là nhấc một quân bài lên như thế này. Sau đó dùng cái phần thịt của ngón tay cái giữ lại, bạn giữ lại như thế này. Sau đó mình cắt cái tụ bài, mình lật ngược lại như thế này. Để chi? Để mà lát nữa mình làm cái bộ con bài, cái con Joker nó lật ngược lại giữa bộ bài. Tiếp tục bạn lấy cái phần còn lại ở phía dưới chỗ mình làm dấu đó, mình lấy phần còn lại lật lên như thế này. Thì lúc này con Joker tự động nó sẽ lật ngược phần bài còn lại như thế này. Sau đó thay vì mà bạn cắt bằng để xuống như thế này thì khán giả sẽ nghi ngờ, tại sao thằng này nó lại cắt mà nó bỏ ngược lại xuống này. Thì mình sẽ nói là mình tiếp tục cắt như thế này, cắt tiếp vài phần rồi như thế này, mình cắt ít thôi để mà lát nữa nó nằm ở giữa bộ bài cho nó đẹp. Sau đó mình bỏ phần còn lại lên. Thì cái động tác mình cắt như cái động tác mình cắt như vậy đó thì nó rất là hợp lý, giống như là thuận tay vậy đó. Như thế này, một lần nữa đó, mình cắt bài như thế này, bỏ xuống, cắt một phần nhỏ bỏ xuống, bỏ phần còn lại lên. Thì cái này rất là bình thường. Sau đó mình sẽ đặt phần bài, cái tụ bài ở đây. Mình hỏi khán giả là quân bài trên tay họ chọn, trên tay họ là quân gì, thì họ sẽ nói là quân Joker, quân đầu tiên họ chọn. Mình hỏi khán giả là quân thứ hai bạn chọn là quân gì, thì khán giả họ sẽ nói là quân 10 bích. Mình hỏi quân 10 bích nó nằm ở đâu, thì họ lúc nãy họ rõ ràng họ thấy là mình bỏ quân 10 bích vào trong bộ bài, thì họ sẽ chỉ nó nằm ở trong bộ bài. Mình hỏi quân bài trên tay bạn là quân gì, thì khán giả nói là quân Joker. Mình nói là bây giờ mình sẽ tráo đổi vị trí hai quân bài này. Mình giả vờ mình lấy cái quân 10 bích trong bộ bài, mình bỏ vào trong tay họ. Rồi mình lấy quân Joker, mình bỏ ngược vào trong bộ bài như thế này. Mình nói với khán giả bây giờ là hai quân bài đó đã đổi vị trí cho nhau, bạn tin không? Tất nhiên là khán giả không tin. Mình yêu cầu họ là bây giờ bạn hãy lật cái quân bài trong tay bạn cho mọi người xem. Thì khán giả sẽ lật quân bài trong tay họ. Thì họ rất ngạc nhiên, tại sao quân Joker trong tay mình lại biến thành quân 10 bích? Tiếp tục mình sẽ hỏi khán giả là bây giờ bạn biết quân Joker nó nằm ở đâu không? Thì khán giả họ sẽ không biết. Mình sẽ trải bài lên bàn, nếu là bàn thì trải bài lên bàn nó rất đẹp. Bây giờ mình sẽ nói với khán giả là mình sẽ trải bài ra như thế này đó. Tất cả các quân bài khác đều lật ngược lại, chỉ có một quân bài lật úp lại so với bộ bài, và đó là quân Joker như thế này. Thì hai quân bài nó đổi vị trí cho nhau. Khán giả họ xem mình diễn, họ cái hiệu ứng họ nghĩ là hai quân bài nó đổi vị trí cho nhau. Thì đây là cách diễn mà thật vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã xem.